Năm 2013, đội tuyển Costa Rica và Mỹ đã phải tham gia thi đấu vòng loại World Cup 2014 tại Colorado, Mỹ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bão tuyết. Kết thúc trận đấu, đội Costa Rica để thua trước chủ nhà Mỹ với tỷ số 0-1. Tuy nhiên, sau đó một ngày, Liên đoàn bóng đá Costa Rica đã đệ đơn kiến nghị lên Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Trận bão tuyết đã làm ảnh hưởng tới sức khỏe, thể chất của các cầu thủ đội bóng và yêu cầu trận bóng đó được thi đấu lại. Liên đoàn bóng đá Costa Rica nhấn mạnh, việc di chuyển bóng là không thể và những điểm trên sân không nhìn thấy rõ, cũng như những yêu cầu của trọng tài trong trận hôm đó bị xử phạt vì tiếp tục để trận đấu diễn ra trong tình hình thời tiết hạn chế như vậy. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là những yếu tố quan trọng nhất tạo nên một trận đấu hay, hấp dẫn và đặc biệt nhất là thuận lợi cho khán giả theo dõi. Thế nhưng nếu như vào một ngày mẹ thiên nhiên như muốn hờn dỗi cả thế giới, tạo ra những sự khác biệt không thể tin nổi trước và trong khi diễn ra một trận thể thao, khung cảnh sẽ như thế nào? Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu điều đó qua những trận cầu có khí hậu điên rồ bậc nhất trong lịch sử các bạn nhé! Nếu như bạn nghĩ đây là đồng ruộng mùa ngập lũ, nơi các bác nông dân phải cùng nhau tát nước đầu đình, thì xin chia buồn, các bạn đã lầm to rồi. Đây lại là một trận đấu bóng chuyên nghiệp, nó mới đau đầu chứ lại. Nhìn cảnh cầu thủ quần áo ướt sũng phải đẩy bóng qua từng vũng nước, mà trái bóng thì nó có chịu di chuyển đâu, thấy mà có muốn khóc to không anh em? Đá thế này thì chắc có cho khung thành rộng ra gấp đôi bình thường thì cũng chẳng ai đá được vào mất. Trận đấu giữa Obenka và Monfils quả thực lấy đi rất nhiều nước mắt của cả vận động viên lẫn khán giả theo đúng nghĩa đen. Một trận bão cộng thêm với cát bụi từ mặt sân đất nện đã khiến cho trận cầu này trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Tạm hoãn thôi, chứ chơi gì được nữa các bác ơi. Trận bóng bầu dục được vinh dự diễn ra trong bầu không khí mà đến cả thần sấm cũng phải e sợ. Cơn mưa thì to như trút nước, đùa chứ xem thôi mà cũng đã thấy sởn cả gai ốc luôn rồi. Không biết ban tổ chức có còn định chơi lớn cho trận đấu vẫn diễn ra đến cỡ nào nữa đây. Anh em nghĩ chỉ có những trái bóng nhựa tuổi thơ mới có thể bẻ cong mọi quỹ đạo vật lý thôi sao? Vậy thì hãy đến với trận cầu đúng chuẩn phong ba bão táp này để biết thêm những điều lý thú về những quả bóng tinh nghịch. Mà nói vậy thì oan cho trái banh quá, bởi vì tất cả nó xuất phát từ chính sự khắc nghiệt của thời tiết ngày hôm đó, khiến cho đến cả cầu thủ còn chẳng có nổi một cái dáng sút ra hồn. Nếu như bạn nghĩ những trận mưa gió đã là quá khắc nghiệt với các cầu thủ thì xin hãy dừng khoảng chừng là 2 giây để đến với cấp độ còn kinh khủng hơn cả những cơn mưa. Anh chàng thủ môn tội nghiệp này phải tắm trong bùn đúng nghĩa khi mà ngay trước khung gỗ của anh là hẳn một vũng bùn siêu to khổng lồ. Nhìn toàn thân chàng trai ngập ngụa trong màu nâu đất, thậm chí lên cả mặt nhưng vẫn bay người và làm mọi cách để bảo vệ mảnh lưới đội nhà. Bóng đá và bão tuyết dường như là hai khái niệm không thể đứng cùng với nhau nếu như vẫn cố gắng gượng ép xếp chung chúng lại. Chúng ta sẽ có một trận bóng buốt giá đến tận tim gan theo đúng nghĩa đen.
Ban đầu vẫn còn nhìn thấy tí mặt cỏ xanh, chứ lúc sau là toàn bộ bao phủ bởi một màu trắng xóa luôn. Đến tối thì thôi, chúng ta hãy cùng xem và cảm nhận. Hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để sưởi ấm tinh thần cho những chiến binh đầy quả cảm này nào. Treat that money like an addict, it's a habit, I'm a fiend. Feeling that rush, rocket ready to launch. Hands up, ready and gone, been waiting too long. Trust on plenty, that's wrong. Old me's dead and that's gone, thank God I'm headstrong. I don't wanna wake up in a doubt, that I show them everything I'm about. I ain't never going out. Đua xe đạp mà phải thi đấu dưới cơn mưa tầm tã, thực sự không khác nào một cực hình. Mà như vậy có phải đã là xong đâu. Cơn mưa ngang qua này nó lớn quá, đến độ gây luộc luôn rồi. Thế là chàng vận động viên này đã có một cú ngã không thể thốn hơn trước vũng nước đầy. Thôi thì cũng không nên cố quá anh hai à. Thấy trời thế này rồi thì mình tạm thời dừng chân nghỉ ngơi tí, không lại thành quá cố luôn đó. Xem đến đây thì anh em cũng xin hãy bình tĩnh nhé. Màn hình của anh em không có vấn đề gì đâu, mà video vẫn chạy bình thường nhé. Chả qua là cái trận đấu trời ơi đất hỡi này, nó bị bao phủ bởi làn sương dày đặc quá mức bình thường, nên chúng ta chỉ nhìn thấy có duy nhất một màu trắng phớ mà thôi. Thế này thì đá đấm gì được nhỉ? Nhìn được nhau thôi đã là bài toán nan giải vô cùng rồi. Các bác cho em hỏi, trận đấu đang diễn ra như nào rồi? Có tình tiết nào giật gân chưa? Yeah, I've been running and running to keep it a hundred. It's all that I wanted, but lately I don't got the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all in my cell. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase, life is a race. I'm out of space, let me get on my face. I got a taste, want the whole plate. Place like first off you don't run nothing, all talk and your team bluff it. My squad we all dream crush it, we ain't rush it, no discussion. All I know is us made for this, paid for this, yeah slave for this. Been down and I'ma get it right, get on sight like. Been down and I'ma get it right, get on sight like. Những trận siêu kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid luôn nổi tiếng về sự kịch tính và máu lửa, và độ nóng thì khỏi phải bàn. Khi khắp khán đài sẵn sàng làm mọi thứ để cháy cùng trận đấu, những trận El Clasico diễn ra vào ngày 11 tháng 4 vừa qua, chúng ta bất ngờ chứng kiến một sự lạnh lẽo đến run người. Chính Lionel Messi cũng đã phải run cầm cập với thân hình ướt sũng trong mưa, đến độ anh phải chạy đi thay áo ngay trong trận. Cộng thêm thất bại 2-1 của Barcelona nữa, đúng thực là một ngày băng giá và ướt át của chàng thủ quân người Argentina. Đây không còn là môn thể thao vua mà chúng ta vẫn hay biết nữa rồi. Thôi thì cứ tạm gọi là một trận bóng nước đi cho đúng ngữ cảnh. Chứ nhìn anh em vừa tranh giành nhau quả bóng, vừa bắn nước tung tóe thế này, tôi lại thấy như là một trận thủy chiến gắt gao thôi các bác ạ. And I'ma get it right, dead on sight like. Vừa rồi là những trận đấu có khí hậu điên rồ bậc nhất trong lịch sử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.